Lens của bạn bị mốc, màn hình bị sai màu, bạn cần dán skin mà chưa biết tìm ở đâu. Hãy đến ngay Tokyo Camera, ở đây chúng tôi có những dịch vụ, nơi khác tính phí chúng tôi lại free. Cần nét lens free, khử mốc lens free và cân màn hình cũng free. Ngoài ra còn dán skin máy ảnh, mà mờ cực dính. Hãy đến ngay với Tokyo Camera để được chúng tôi chăm sóc như chăm em bé. Link dưới phần mô tả. Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Tokyo Camera Và tiếp tục chuyên mục Tokyo News Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một số tin hấp dẫn Sony ra mắt hàng loạt ống kính mới dành cho máy ảnh full frame Tới đây Sony sẽ ra mắt hàng loạt ống kính mới Mang nhiều tính năng cải tiến vượt trội Đáp ứng đầy đủ các mục đích và yêu cầu đa dạng từ mọi người dùng ống kính E-mount Sony G Master FE 50 f1.2 mang đến độ phân giải cực cao, hiệu ứng bokeh kè mãn nhãn và hệ thống tự động lấy nét nhanh trong một thiết kế gọn nhẹ. Bên cạnh đó, bộ ba G Lensis gồm các ống kính 50, 40 và 24mm thế hệ mới cho chất lượng hình ảnh vượt trội cùng khả năng vận hành linh hoạt. Sony FE 50mm f1.2 G Master là mẫu ống kính lý tưởng để chụp ảnh chân dung, ảnh cưới, quay video và nhiều mục đích đa dạng khác nhờ những tính năng cùng thông số cực kỳ ấn tượng. Thiết kế quang học hiện đại nhất bao gồm 3 thấu kính XA, thấu kính siêu phi cầu, mang lại độ phân giải cao trên toàn bộ vùng ảnh. Mẫu ống kính mới của Sony còn đảm bảo hình ảnh được rõ nét trong điều kiện ngược sáng nhờ lớp phủ nano AR2 giảm thiểu phản xạ bên trong ống kính để không xảy ra hiện tượng lóa sáng và bóng mờ. Sony FE 50mm f1.2 GM có thể giữ cho đối tượng luôn sắc nét ngay cả khi độ sâu trường ảnh nông kèm khả năng AF lấy nét tự động và tracking dò tìm lấy nét nhanh nhẹn, chính xác, êm ái nhờ vào động cơ với 4 motor tuyến tính XD. Thêm vào đó, cơ chế lấy nét của ống kính được điều khiển bởi các thuật toán dẫn động chuyên dụng giúp đạt độ phân giải cao trên toàn bộ phạm vi lấy nét. Với khoảng cách lấy nét tối thiểu chỉ 0,4m, ống kính này còn có thiết kế chống bụi, chống ẩm với lớp phủ floor phía trước giúp bảo vệ khỏi dấu vân tay, bụi, nước và các chất bẩn khác. Bộ 3 FE 50mm F2.5G FE 40mm F2.5G và FE 24mm F2.8G thuộc bộ ống kính dòng G Lensis danh tiếng của Sony. Bộ ba ống kính mới có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo cho chất lượng hình ảnh đỉnh cao. Bộ ba này có kiểu dáng gọn nhẹ, tối ưu hóa dành cho tính di động, thao tác nhanh, phù hợp với mọi địa điểm. Các ống kính sở hữu hệ thống lấy nét tự động AF cực kỳ nhanh nhẹn, chính xác với khả năng dò tìm nét tuyệt vời dù đối tượng có chuyển động chớp nhoáng, điều này khiến ba ống kính này trở thành lựa chọn lý tưởng để chụp chủ thể chuyển động nhanh. Việc lấy nét cũng vô cùng êm ái, do đó phù hợp cho cả chụp ảnh tĩnh lẫn quay phim. Bộ ba cũng được thiết kế để có thể chống bụi và chống ẩm nhằm đảm bảo khả năng vận hành trong mọi điều kiện thời tiết. Vỏ ngoài bằng nhôm có độ hoàn thiện cao cấp tinh xảo, đồng thời tăng cường sự bền bỉ, cứng cáp. Bộ ba sản phẩm dự kiến sẽ lên kệ vào ngày 22 tháng 4 năm 2021 với đồng giá là 15 triệu đồng. Sony là nhà sản xuất máy ảnh mirrorless lớn nhất thế giới trong năm 2020. Sony lại tiếp tục giữ ngôi vương của mình trong năm 2020 với 1,15 triệu chiếc máy ảnh mirrorless được sản xuất so với 1,05 triệu chiếc của Canon. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Techno System Research, Năm 2020, thế giới đã chào đón sự ra đời của tổng cộng 5,65 triệu máy ảnh ống kính rời, trong đó có 3,26 triệu máy ảnh không gương lật và 2,39 triệu máy ảnh DSLR được sản xuất. Cũng theo báo cáo trên, ba ông lớn trong ngành máy ảnh bao gồm Canon, Sony và Nikon đã góp hơn 75 sản lượng máy ảnh mirrorless đã xuất xưởng trong năm ngoái. Cụ thể Sony đã cho ra lò tổng cộng 1,15 triệu chiếc. Theo ngay sau đó là Canon với 1,05 triệu chiếc và xếp cuối trong top 3 đó là Nikon với chỉ 250.000 thiết bị. Toàn bộ 810 chiếc máy ảnh mirrorless còn lại được chia đều cho các hãng nhỏ hơn như là Fujifilm, Leica, Panasonic, Sigma vân vân. Nhìn chung, Sony đã rất cố gắng để có thể giữ được ngôi vương của mình trong thị trường máy ảnh không gương lật trong năm 2020, ít nhất là trong số lượng thiết bị đã được sản xuất. Tuy nhiên, Canon cũng đã thể hiện rõ tham vọng chen chân vào mảnh đất màu mỡ này bằng cách giới thiệu ra thị trường hai mẫu EOS R5 và EOS R6, từ đó cũng cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn hơn trong phân khúc cận cao cấp và cao cấp. Và với sự ra mắt của Sony Alpha 1 vào hồi tháng 1 vừa rồi và những tin đồn về chiếc EOS R1, cuộc đua song mã trong thị trường máy ảnh mirrorless năm 2021 hứa hẹn sẽ nóng hổi hơn bao giờ hết. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nhớ like, subscribe cho channel của Tokyo Camera nhé. Tạm biệt anh em.